Xin kính chào toàn thể quý anh chị, quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của Thuận Xe Sang ạ. Mọi người lần đầu xem video của Thuận thì mọi người cho Thuận xin một like, một đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất về những chiếc xe sang mới nhất mà Thuận về bày bán cho quý anh chị, quý khách hàng nhé. Ngày hôm nay Thuận có giới thiệu đến quý anh chị, quý khách hàng một cái siêu phẩm niềm tự hào của nước Anh. Mẫu xe đạt rất là nhiều giải xe địa hình cũng như là mức độ sang trọng xe đường phố. Chiếc Range Rover bản Sport Supercharged. Chiếc xe màu đen nội thất nâu da bò cực kỳ là đẹp luôn. Đây là phần đầu của chiếc xe nhé mọi người nhé, Range Rover. Logo design thương hiệu nhà Range Rover nhé. Đó. Chiếc xe sản xuất năm 2010. Đến giờ nó còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đèn bi xe lông có giày led vòng tròn, vòng led định vị ban ngày nhá. Đó. Các bóng rất là sáng. Đèn zin theo xe màu sáng như này. Nước sơn thì sơn zin đến 80%. Màu sơn của xe sang thì không có gì để bàn đâu. Form dáng vuông vắn rất là đẹp. La răng đa chấu thể thao. Mang cá Range Rover. Có bậc lên xuống nha mọi người nhé. Mọi người cùng em xem tổng thể chiếc xe này đã nhé. Lốp Michelin, một dàn lốp mới thay còn rất là dày. Đèn hậu full led lipo ống sạc kép Sport Supercharged 2010 thì cốp vẫn là cốp mở cơ thôi, chưa phải là cốp điện. Đó, rất là sạch sẽ cho cái khoang để đồ rộng rãi. Đồ đạc, đồ cà, sách hướng dẫn sử dụng. Đó. Đây, lướt một chút về cái khoang hành khách nhá. Đây mọi người thấy nhìn này. Đấy, lâu da bò rất là rộng rãi, có cửa sổ trời. Được trang bị lốp dự phòng nhá. Lốp dự phòng treo bên dưới gầm. Đó. Đây ạ, chiếc xe này ạ. Sport Supercharged. Cùng em vào tham quan cái hàng ghế thứ hai ạ. Đây là hàng ghế thứ hai của chiếc Range Rover Sport Supercharged. Một số chi tiết thì chủ nhân cũ đã độ, đã mạ vàng vào đây rồi nhá. Đấy. Da gỗ kết hợp. Ghế da đấy ạ. Ghế da còn rất là đẹp. Xe rất là rộng thoáng. Đó, rất là cao xe. Mẫu xe có cửa sổ điều hòa ra hàng sau cho mọi người nhá. Và có sấy sưởi cho tất cả các ghế. Đây là cánh cửa lái. Ghế chỉnh điện rất nhiều hướng, có bơm hơi lưng ghế và có bơm mông nhá. Đấy, nhớ ghế ba vị trí. Rất nhiều chi tiết được mạ vàng. Lên xuống kính một chạm gương chỉnh điện. Đó. Khu vực điều khiển đèn pha. Đấy, đây là điều khiển vô lăng nhá, vô lăng auto tự động về vị trí khi mà chúng ta xuống xe nhá. Đó. Vô lăng tích hợp phím điều khiển set cruise control. Đấy, hỗ trợ đàm thoại dành tay, hỗ trợ điều khiển giọng nói, phím điều hướng và tất nhiên rồi, Sport sẽ có lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng. Đó. Gạt mưa này. Đấy, gạt mưa sau vô lăng này. Đây ạ. Màn hình đồng hồ design nhà Range Rover. Đèn lùi start stop một chạm, khu vực điều khiển media, có ổ đĩa DVD.
Bên dưới này là khu vực điều khiển điều hòa cần số ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Có 6 chế độ chạy địa hình, lưng hạ gầm, hỗ trợ đồ đèo ngang dốc. Đó, rất nhiều chức năng. Có bệ tỳ tay, bên trong nó có một cái hộc để đồ. Đấy, tủ lạnh nhá, đây là tủ lạnh mọi người ạ. Đó, bật tắt ở đây này. Đó, rất là đẹp. Form dáng ghế body, cửa sổ trời, Range Rover Sport Supercharged sử dụng cái khối động cơ 5.0 lít turbo tăng áp kép. Đó, cái khối động cơ 5.0 lít nó đã khỏe rồi, ở đây lại turbo tăng áp kép nữa thì nó lại càng khỏe hơn. Và tại sao mà Range Rover nó được coi là cái mẫu xe thương hiệu hình ảnh cho nước Anh ở mức độ xe địa hình hay là thậm chí là đường phố mức độ sang trọng? Nó giống như xe địa hình, nó giống như Jeep của Mỹ. Đấy, thì Range Rover nó là thương hiệu của Anh và nó mang đến cho nước Anh một cái hình tượng nhất định trong cái giới thị trường thị phần ô tô nha mọi người nhá. Chiếc xe này bên em cam kết không đâm đụng, không ngập nước và đang chào bán đến quý anh chị, quý khách hàng, những người đam mê xe hạng sang mà chưa đủ điều kiện để sở hữu những chiếc xe Range Rover đời 2019, 2020. Chúng ta vừa tầm tiền của một chiếc xe sang đời năm 2010. Đấy, chỉ 1 tỷ 180 triệu. Với 1 tỷ 180 triệu chúng ta đã sở hữu một mẫu xe sang an toàn, tiện nghi, sức mạnh. Đó, mọi người hãy nhấc máy liên hệ cho Thuận theo số điện thoại 0337904888 hoặc là qua trực tiếp salon của Thuận ở địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, xem, lái thử và cảm nhận thực tế chiếc xe này, giao dịch chiếc xe này với Thuận nha mọi người nhá. Em xin cảm ơn mọi người đã xem video ạ. Mọi người ủng hộ em một nút like, một nút đăng ký kênh ấy, để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về cửa hàng em bày bán đến quý anh chị và quý khách hàng nhá. Em xin kính chúc sức khỏe tới quý anh chị, quý khách hàng và xin hẹn gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trong những video tiếp theo ạ.